Chúng tôi xin giới thiệu dược phẩm thiên nhiên Sugar Better Tree của bác sĩ Nguyễn Đức Cường, bao gồm ba dược vị nổi tiếng khổ qua xương rồng bể tây cơ và quế tích lan dành cho các trường hợp tiểu đường loại 2 với những tác dụng. Thứ nhất, quân bình lượng đường huyết. Thứ hai, gia tăng khả năng hấp thụ đường của tế bào. Thứ ba, giảm thiểu các biến chứng của bệnh tiểu đường loại 2. Thứ tư, hạ cholesterol xấu bảo vệ tim mạch. Thứ năm, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Sugar Better Tree sản xuất tại Hoa Kỳ tại Viện Bào chế đạt danh hiệu GMP đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của FDA. Mỗi chai 60 viên, đủ dùng trong một tháng, 79 Mỹ Kim một chai kèm theo quà tặng là một chai aloe vera 5000 trị giá 30 Mỹ Kim. Sugar Better Tree chắc chắn sẽ đem lại cho quý vị sức khỏe dồi dào. Để order xin gọi The Central Shop điện thoại 714-316-5999. 714 316 5999.